con cá này bự nè. Thì này là chơi con trùng miền Tây nha các bạn. Đây. Nay theo mấy anh em ở miền Tây đi câu cá với câu tôm nha bà con. Đi đi xuồng nào, xuồng đó đó hả? Ủa đi xong nước. Ui. Xuồng xuồng tay nha. Quận đi quận đi thì bơi tay, quận về một lát nè. Sỉnh chắc. Vậy là tôi vô giữa phải không? Không biết là bơi thì vô giữa ngồi. Câu 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 câu, cứ đi bỏ câu câu này hả? Ai à. Mấy anh em ở miền Tây nha rồi con. Đã trong cái hello. Hồi bữa đông á, bữa nay có hai thành viên nha. Bữa đó là người ta nuôi bè. Đây là cái đẩy nhảy gì mà nó không ăn hả? Kéo mồi chùm diệm dưới đừng kiếm cá to ha. Bên kia cò với chim, quá chim. Chim nó chim gì ta nhóc nha kìa. Đấy cầm cho chị ít đi. Câu cá này phải kiên trì mới được, như Khương Tử Nha vậy. Chết quớt. Ác thiệt. Dính con hót quá nha. Đâu đâu mà anh đu vô hay trời. Hay thiệt, chỗ ốc luôn nè. Trời ơi trời. Anh móc anh ăn liếm hay gì mà nội, anh liếm cám. Dạ. Đổi mồi trùng rồi đó. Này mày dính không? Dính em một. U. Từ từ. Đi dần không? Đi dần không?
cái giật là nào ông nội này hả? Này phải không? Chiến lợi phẩm đã vô trong một cái giật. Thấy cái con này chắc trên nửa ký ha. Con này gần ký đã. Gần ký. Tiếp tục cuộc hành trình. Cái này là cái hầm người ngày xưa người ta nuôi cá bà con. Rồi người ta bỏ hoang á. Cá vô cá ra nó còn nhiều. Ở đây ở bên cồn. Phía cồn thì cá nó rất là nhiều. Như nãy cá chơi nó gần cả ký luôn. Cái này là cái hầm nuôi cá người ta bỏ nè. Chiều chim cò về đây đông lắm. Chín rồi ba. Chín rồi bạn ơi. Chà. Cái này luôn anh em ơi. Ô. Cái phẩm thứ hai. Con này nhỏ hơn con nãy ha. Đây sao gỡ. Gỡ luôn, rồi nút lửng luôn ơi. Rồi được rồi, lấy kịp nhưng gỡ. Cái chai nút lửng không vậy đó. Trắng. Con này là con thứ hai nè. Con này chắc dài 100g à. Con nãy cả ký luôn. Con này 200g. Cá chê xong. Lấy kìm nãy mới ra. Ây da. Cá đâm luôn. Da nhất nha. Vô câu tiếp. Bỏ ra ngoài nước không chảy. Nên con mồi trùng là đúng bài. Con mồi trùng là trúng sách ha. Chị cắn giùm con. Thì này là chơi con trùng miền Tây nha các bạn. Đây. Đó. Sài Gòn đâu có đâu, làm gì có chung này. Đây, thấy cái nước sông nó bầu, lúc chân là bầu gì, lúc nó bầu. Đây, nè gì lúc. Chú kéo lên con thủy quái ha, 3kg ha. Fugo. Đưa lên ảnh bìa liền. Cá 3kg cặp cá liền. Chịu view luôn. Chở anh nặng bu, anh nặng bút cuốn giấy theo. Này cá người ta đặt lú người ta không thăm chết rồi bà con. Cá này cỡ 2kg sành nương nữa này. Cá chơi quá bự. Hai cá gì rồi không cá. Giá này 12 cái ngục mới đúng à. Cầm cầm ơi. 12 cái ngục. Trời ơi. Trời ơi dưới 2 con nữa kìa. Nhóc hết trơn rồi ông nội. Nghe cái ngục. Hết cái chơi không. Này đúng là dở cái lú lâu năm lên và cái kết rồi. Lú này chắc cũng lâu lắm à. Hai cái ngục. Lá ốc rồi anh em ơi. Đâu trời. Thả là thả thôi, hai con ra đi. Thả đâu? Dục lên bờ đi. Thả ra ngoài đi cho nó hứa. Bên kia cá nó bớt giờ rồi mấy anh em phải đổi vị trí nha bà con. Đây hồi nãy là ngồi câu phía đó bên đó, đó, đó bên cái dàm đó đó. Đó hồi nãy ngồi chỗ này nè, bây giờ phải về vị trí. Hai bên là hai anh em ngừng đầu
Giờ anh dẹt cho ba cái lục bình cho nó chống bớt này, xuống câu tiếp. Đu. Thơm thơm. Chết chứ không lỗi. Má con này cũng nuốt chân chặt. Bị phọt máu à. Ủa giật bỏ bên kia hả? Con này nhỏ. Quá đã. Chơi nguyên cái huy của người ta luôn, đi gọng cá. Cái kìm gỡ hả? Được, đấy cho đâm đi. Vì là đi câu này phải đem lưỡi cho thiệt là nhiều ha. Về nhà lấy lưỡi nó mới sống chứ, giật lưỡi ra nó chết. Giật không có lẽ thế kìa. Rồi giật đi, giật đi, giật đi, giật tự giật luôn. Rồi thành lên. Ơi à, tự giật luôn. Đi đi thành lên, đợi kìa bỏ cái chạy xuống, chạy xuống, chạy xuống không nổi. Ôi trời. Cá chơi này coi. Đang quay nè. Đã đã. Làm đi, đang quay đó. Đây, anh tự giáo giật được con cá chơi. Anh hay quá, giật được. Hay quá, đây là của chiến công của anh Thành Mát, mình chỉ việc là giật thôi nha bà con. Trời ơi. Công nhận thiệt độ của nó ta thính như ghê luôn. Nè nè, đã rồi. Đây đi, thả gỡ hẻm đi, nghỉ gỡ đi, gỡ nó chết. Ủa, qua đây nói bà cậu độ cái lụm liền ha, hai con. Ok. Ủa, con cá này bự nè. Đâu chết được. Chết mẹ. Ồ con này là bự nhất luôn nè. Đây, đứng quay 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 dưới con cá mà quay mặt con cá lại. Giờ con cá bự lên, cao cao con cá lên. Đó. Đã ha. Rồi hẹo tiếp tục. Trong đợi nãy giờ. Gớt cái hũ mồi xuống dưới nước luôn rồi bà con. Cho lên bình luôn rồi. Tướng ngồi câu cá rồi bà con. Như khỉ dầm giếng anh làm gớt cục tính này. Gớt cùng ngồi. Lỗi khoét cái lỗ bên nào? Lỗi đi đục lỗ trống nặng câu tiếp. Nãy giờ cá hết rồi bà con. Dẹt hết nổi luôn rồi. Quá dày rồi. Dẹt bên hông đây được không? Bên hông này nè. Hai bên hông nè. Đánh cái hai cánh. Đánh hai cánh nè. Đánh qua hai cánh ở đây nè. À, sầu quá. Nổ dày quá bên đây nè. Ông đánh xéo cái cánh bên đây nè, câu cánh này với xéo bên đây cánh nữa nè. Hai nó cạn quá, ngon quá. Hai cánh gà nè. Không
đây thành quả nguyên buổi sáng của mấy anh em. Khoảng 3 kg. Hơn 3 kg. Lấy con cá bự ra được không? Được. Rồi, bỏ đi. Không, lấy cá bự ông cầm lên cái coi. Ông lên chụp tấm hình cái coi. Ừ. Có bự nhất á. Ừ, nó có cọng dây mà. Ừ, rồi chết. Sống rồi. Đó. Cầm nổi lắm. Ừ. 8 con này cầm nổi. Ừ, người ta cầm con cá, người ta cầm cái rộng luôn, giơ lên. Rồi thành mát là đứng chung luôn đi thành mát. Rồi quay quay con cá thôi. Đó, 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 ok. Ok, ok rồi. Quận đi bằng xuồng tay, quận về quá vàng hang manh nè, xuồng máy nè nha bà con. Thằng nào không gì. Ai xuồng này giống xuồng hổng ta phải không? Xuồng hổng không?